Xin chào mọi người ạ. Thì hôm nay trên đường đi gặp chủ tư về thì cũng có đi ngang qua công trình. Bên em thiết kế từ năm 2019 thì đến nay cũng được 3 năm rồi. Công trình 7 tầng. Thì đây mọi người nhìn thấy thì con đường này là câu chuyện hôm nay em muốn kể mọi người. Thì cái mảnh đất này ngày trước thì nó ở trong cái ngõ rất là sâu. Đi loanh quanh qua mấy khúc cua thì mới vào đến khu đất. Đường rất là nhỏ. Bỗng đột nhiên sau một buổi tối ngủ dậy thì chủ nhà này nhận được cái thông tin là có cái dự án mở rộng con đường đi ngang qua một mặt của khu đất nhà mình. Thế là khu đất lại có cái mặt tiền, có một cái đường trước mặt rất là rộng. Bỗng đột nhiên thì lại cục tiền lại rơi vào đầu mọi người ạ. Sau đó thì bác cũng đến nhờ tư vấn thiết kế và lên dự toán chi phí. Sau đó thì mạnh dạn vay ngân hàng đầu tư xây căn nhà này. 3 tầng thì làm kinh doanh văn phòng cho thuê, 4 tầng còn lại thì làm căn hộ cho thuê. Nhà kinh doanh thì ưu tiên số 1 là công năng sử dụng, khai thác hết được các công năng của cái mặt bằng để không vị trí nào bị lãng phí. Các cái hệ thống điện, hệ thống nước và các thiết bị đi theo một hệ thống để tối ưu nhất và tiết kiệm nhất để cái việc khai thác kinh doanh của mình đạt đến hiệu quả tối đa.